Ba, bữa nay đi đâu vậy? Đi mua xe về cho con. Trời ơi, mấy cái chiếc này sao mà con biết chạy, con không có chạy được. Bữa nay ba tự nhiên mà dẫn con đi cắt cái tóc ngắn quá trời luôn nè. Quỳ cho. Tao phải mua cho Mỹ một cái xe, dùng cái xe máy cày rồi nha. Thiệt thôi, con thích chạy máy cày hơn hả? Sẽ mua cho Mỹ một cái xe dùng máy cày, Mỹ Mỹ đi cho thoải mái. Cái Chào xe này em, mua cho chào ơi, cha. chào. Trời ơi không, con thích chạy máy cày hơn. Đấy, tao sẽ mua cho Mỹ một cái xe. Trời ơi, cái con gì mà kỳ quá vậy? Đâu, Mỹ không ngồi trước thì Mỹ leo lên trên đó Mỹ nằm. Trời ơi, ý là cái con này là con gì mà nhìn nó kỳ quá à. Thôi con thích cởi da trâu cởi bò hơn à. Đâu, con này là bán tải cao cấp nhất, con đi xe này đi. Trời ơi, thôi nhìn nó kỳ quá à. Rồi nó đi sao, đi được không? Con thấy nó bình, nó đứng Được, đơ vậy. con không gì thì con leo lên đây con nằm rồi ba chờ đi. Leo lên đây cũng được. Ý là đi đường nào, vô đường này trèo lên luôn À, hả? mà treo lên. Cái này là Ừ, mình trèo lên vậy phải không? con Trời ơi. Trời ơi. Giống trèo trâu quá vậy ba, phải mình lên đây mình ngồi không? có chứng sắp tại đây không được Ủa, cả trước ủa ba, mình ngồi cái này được không ba? hả Mình ngồi ở đâu, mình ngồi trước hay ngồi ở đây? mình ngồi trước. Ủa vậy hả? Trời ơi, thấy chưa, thứ bậy không à. Cái này là không phải coi. Ủa vậy hả? Cái Không, anh ơi, con mai mai mốt là mi nằm lên đây, tôi chở mi đi theo mấy con thú của tao. ba, trời ơi, ba nghĩ sao vậy? Con gái của ba mà ba coi như thú vậy? Đâu, mi ngồi lên đây để Ngồi đây chắc nó lủng cái này luôn rồi. Cái này là người ta để đóng lại chống nước mưa đồ này kia đâu nè. có, con phải ngồi trên mấy con thú trên này mới hợp. Hôm qua, trời ơi, nghĩ sao vậy? Hôm qua con mới lên mạng con search rồi, con thấy người ta là cái chỗ này là đóng lại. Ủa trời ơi, ba, cái chân của nó thiết kế sao mà nó không có nó gân mà sao nó tròn vậy? cày giống cái máy cày của nhà mình con, Giống không? giống máy cày Trời mi ơi. chỉ có cái loại này mi chịu nổi mi thôi. Trời ơi, Thấy ủa rồi mình chung mình ngồi ở đâu, mình mình sẽ vô trong ủa vậy luôn hả? mi ngồi đây, Trời nhưng mà người mi ấy quá cho mi nằm trên này, tao chờ mi đi lên rừng lên rẫy. Trời ơi, ba, con gái của ba mà bà sao ba coi gì mà kỳ vậy? Thôi mi mi vô đây để làm hợp đồng á hả? Đúng, đưa tiền hả? Mua cái xe này. Rồi sao tự nhiên ba đi bán hết voi nhà mình vậy? Rồi bây giờ người con mai mốt sao con cởi voi được? Con không chịu đâu. Nghĩ sao vậy ba, tự nhiên ba bán hết voi nhà mình, ba đi mua cái gì đâu không à? Con không có chịu đi cái đó Này đâu. ba, lăng lề ba nói nghe này, là ba mua cái xe này cho con là ba bán 20 con trâu 30 con bò. Trời không, con thích cởi trâu cởi bò hơn. Tự nhiên ba đi mua cái cục đó đe, tự nhiên cái cục thừ lừ đó rồi tự nhiên về rồi nó đi sao được? Mi ngồi máy cày quen rồi, bây giờ mi ngồi cái xe này là hợp rồi. Không biết sao không chịu, con còn mấy cởi chục con cởi trâu con bò cởi đó. voi cởi bò cởi trâu đi hẹn hò, nó tự nhiên giờ cái chiếc này bự quá sao con đi hẹn được, rồi con để ngoài đường người ta lỡ người ta lấy mất rồi sao? Bữa nào tao lấy xe này tao chở mi xuống tao gả cho mấy đứa nhân viên bán cái sàn này luôn. Ba làm con mệt quá, con ngại chứ. Ngại gì, trai đẹp không này hả? Mệt quá, ba đưa tiền ảnh đi, đưa tiền đi. Rồi, trai đẹp không à? Xin chào. Dạ, em chào anh. Dạ, Trời ơi, đẹp trai quá rồi. Chào anh. Dạ. Trời ơi. Rồi, anh Quốc thì hôm trước thì anh Quốc nói là đặt một con voi. Thì con voi anh yêu cầu là màu nâu theo yêu cầu của anh. Đúng rồi. Thì em cũng đã kiếm được một con voi màu nâu về Đó. cho chị nhà mình sử dụng. Dễ thương quá bà. Cưới ảnh rồi con đi mà. Dễ thương quá bà. Mày mình luôn hả? Con thích ảnh Mày ba máu mua về được không? không mi chỉ về trên buôn làng mới lấy mấy thằng dân tộc đến thôi, Không người mà đồng bào đến thôi. bây giờ con thích ảnh ba cưới ảnh về cho người, con ngay. Người ta mềm mỏng lắm giống vậy bạo lực chứ không? Em chào anh. Chào em. Dạ. Dạ, em tên gì ạ? Dạ, ở trên núi thì em tên khác. Em tên Luda. Dạ, mà mọi người hay gọi em là Luda. Là lựu đạn á anh. Dạ, còn ở dưới đồng bằng thì em tên là Sơn Kha Lai. Dạ. Ồ, Sơn Kha Lai mình quen quen ta. Trời ơi, Hình tên như là là lạ lắm. người mẫu đúng không? Đúng rồi anh. Trời ơi, không có. Cái đó là công việc bình thường ở ngoài thôi, còn em dạo này em lên núi em ở rồi. Cái xong cái ba em là kêu em á, đừng có cởi voi cởi trâu nữa, mày xuống đây tao mua cho mày một cái độc lạ hơn nữa, ok hơn nữa. Thì cái em nói thôi để em xuống em coi, nhưng mà đặc biệt là phải mua cái chỗ nào mà có trai đẹp nhiều em mới chịu á. Cái xong cái ba em á nó liên hệ với anh đẹp trai đó, cái em mới chịu á. Cái xong cái ba em mới kêu bà thúc giục ba em á là bán hết trâu bò nhà em, đem tiền xuống đưa cho anh á.
ba ơi đưa tiền cho ảnh rồi ký hợp đồng lẻ lẻ đi. Rồi ba bán trâu bán bò, ba chuyển tiền cho người ta rồi. Bây giờ mình chỉ việc lấy xe về đi thôi. Dạ. Xe này này, ba nói này, xe này không phải như máy cày đâu, ba mua ráp đồ xong là 1 tỷ đó con. Trời ơi. Là bán hết vừa rồi là kêu mẹ bán hết trâu hết bò để mua cái xe này đó, chứ không phải như máy cày mà con nhảy lên trên này con không biết rồi. Trời, công nhận ba thương trong rừng trong rú đâu. Ba chống tính ra là ba rất là thương con á, con ra đường nhìn ba là người ta biết con là con của ba liền, biết sao không? Gâu nhiều quá. Gâu ba chiều quá. Thôi, ba đưa tiền đi để con còn dẫn ảnh về, ý lộn. Nếu mà mấy con mà có ai thương Kha Lai, ba bù không? Ba bù cho một cái xe này chứ. Trời ơi. Trời ơi. Con cũng thấy cái kênh của bạn có thú nữa. Đúng rồi. Dạ. Chào mọi người nha. Mình là Quốc Mập, là kênh YouTube là Quốc Mập làm mà vui. Mình hôm nay mình đi mua xe Nissan Tân Phú, mình mua xe về để công việc rừng núi của mình. Và sau đó là chở Sơn cái lái với mấy con heo, con mấy con lợn đi chung. Chở con đi diễn, tự nhiên ba chở heo thú đồ không mà con chán ba ghê luôn. Ba có một đứa con gái mà ba chở chung với trâu bò heo đồ không mà. Gái của ba. Rồi ba ký hợp đồng đi, ba ký nhanh đi nè, con về nè. Thì em gửi anh Quốc ha. Về ủa? mình khỏi cần phải leo voi đi không. Mát lắm. Ba ý là ba biết chữ không? Ba điềm chỉ. Ừ, cho ba em lăn tay đi anh, chứ ba em không có biết chữ. Rồi. Ba biết chữ Campuchia mà. Bon Salang Bon Te. Ký tên đi, ký tên thôi, để con ký cho tên con. Mốt ba lỡ ba có đi thì con còn hưởng. Ba đi đâu con? ba đi nước ngoài. Này là yêu cầu cao lắm á. Dạ. Phải mời đây con là con voi màu nâu. Đúng rồi, ba em thích cái màu nâu. Dạ. Màu hợp với bổn mạng của ba em. Dạ. Và tại vì cái người lắc cho mình cái thùng nữa. Cái thùng nữa hả? Để nhốt con gái lại, không cho con gái đi lang. Trời ơi, tôi không ngờ luôn á, ông đối xử với tôi như vậy, ông là cha của tôi đó. Nghĩ dạ, sao vậy? Cha con bao lực quá, trên ba gà cho mấy thằng, có thằng nào chịu nổi con đâu. Tại vì ba kêu con đi học võ với lại tập thể hình không à, ba đâu có cho con thiêu thùa đâu. À rồi. Dạ, xong rồi. Chưa anh? Đấy, dạ, rồi. Ủa rồi tiền đâu, ba không đưa chuyển khoản này hả? Thôi chuyển khoản rồi, ba bán trâu bán bò ba chuyển khoản rồi. Thôi vậy thôi. Đấy, mình bây đi về. Ra coi xe. Ra nhận xe luôn. Ra nhận xong, xe hả? Có thằng rước mình về luôn. Không được rồi anh, trời ơi được rồi, chết rồi chiến này say sẩm mặt mày hết. Ủa rồi lát mình ngồi đó, con hay bị say xe lắm đó nghe ba. Chút xíu nữa mua xong xe để mướn phòng ở chung với tâm sự chung với anh nhân dạ, rồi. Mình ra, ủa cái này là cái gì vậy? Mình uống nước. Ủa trời ba, nước suối kìa ba ơi, nước suối. Ủa à? Cái này là cái gì vậy ba ơi? Ủa đá nè ba, cái này đá nè. Đâu bánh. Ôi ba đi. Trời, ba lỗ đầu không? Cái này là cục đá mà. Dạ, cái này là gì vậy chị? Dạ, bánh hả? Dạ, mình dùng được. Trời ơi, ý là mình ăn được không? Dạ, dạ được. Ơi, ba ăn được không? Ăn được, con ba ăn đi. Rồi, ba không ăn. Tại vì em chưa đói á chị. Dạ. Dạ, hồi sáng em mới xé nguyên con heo rồi. Đây, con voi này nó có 4 mắt luôn. Dạ. Trời ơi, đẹp quá ha. Siêu sáng. Trời ơi, nó nháy mắt với con nữa kìa. Gầm cao hơn con voi, con voi đứng. Con đứng lên trên kia coi có đẹp không? Đứng ở đâu? Con đứng lên đây. Trời ơi, nhìn đã quá ba. Mấy mốt con khỏi cần phải lựa mấy cái gốc cây đứng. Con mua cái con này về là con đứng ngay cái con này thôi, chứ không còn phải đứng ngay gốc cây nữa. Ngày xưa ba cứ kêu con ra á, chỗ mấy con voi, con trâu với lại gốc cây đứng không à. Bữa nay cái con có chỗ điểm tựa để con đứng đây nè. Thấy không? Ấy trời, ba ơi, cái này nó cử động được luôn nè ba. Mình là bây giờ em làm lễ bàn giao xe cho mình ha. Ôi làm lễ. Ý là em với anh là khấu nhau hả? Ý là em bái thiên địa với nhau. Ý là con với anh khấu nhau hả bà? Dạ. Đừng qua đó. Ai? Con hả? Bà kêu con với anh hả? Mỹ đừng qua đó. Ý là anh chào bông cho con, anh tặng bông hả? Rồi, xin chào cả nhà. Thì ngày hôm nay Sơn Khai Lai cùng với anh Quốc TV Lạ Mà Vui thì đến đây hãng Nissan Tân Phú để mà
bưng một cái chiếc xe về rất là dễ thương. Thì đặc biệt ngày hôm nay với sự nói chung là tiếp đón của anh chị tại đây thì rất là vui và rất là cái gì đó hào hứng, rất là vui vẻ. Thì các bạn, nếu mà các bạn có nhu cầu về xe thì các bạn có thể liên hệ với những anh chị tại đây hoặc là liên hệ với anh. Anh có thể cho em biết tên anh được không ạ? Dạ, mình là Nhân ạ. Mấy anh chị, thì anh chị có thể liên hệ với anh Nhân hoặc là có thể đến đây trực tiếp liên hệ với những anh chị ở đây để sở hữu cho mình những chiếc xe và những siêu xe và những mẫu xe màu sắc mà hợp với bổn mạng kim giống như thủy quả thổ của các bạn, để cho mình hợp phong thủy và làm ăn được suôn sẻ hơn. Thì vào ngày hôm nay đến đây thì Sơn Khai Lai cùng với anh Quốc rất là vui. Thì khi mà bước vào thì cách phục vụ của các anh chị tại đây thì rất là dễ thương, chào đón tiếp khách cũng như là hỗ trợ về kỹ thuật, hỗ trợ về các kiểu xe để mà cho chúng ta biết được là xe này có động năng, có cơ chế, có như thế nào để mình biết, để mình sử dụng xe được ok và hợp lý hơn. Thì rất là vui. Và Sơn Hai Lai chỉ mong là khi mà lấy chiếc xe này về thì anh Quốc cùng với Sơn Hai Lai sẽ có nhiều niềm vui hơn. Và anh Quốc có thể chở Sơn Hai Lai đi quay phim, đóng phim cũng như là quay kênh YouTube. Thì mọi người có thể lên subscribe kênh YouTube của anh Quốc Lạ Mà Vui để mà ủng hộ anh Quốc, kênh của anh Quốc có được phát triển cũng như là kênh thú nhiều, giống như là một ngày làm việc của chúng ta rất là mệt nhọc thì chúng ta có thể xem kênh của anh Quốc để chúng ta được là sảng khoái giống như là cười vui. Thì nãy giờ em nói ít quá, bây giờ em nhường lại cho anh Quốc nói. Chào mọi người, mình là Quốc Mộc, là kênh YouTube thú cưng Quốc Mộc Lạ Mà Vui. Hôm nay mình với Sơn Khai Lai đi sẵn cho gia đình một cái xe để thuận tiện cho việc rừng núi buôn làng của mình, cho nên mình rất cảm ơn mấy bạn nhân viên và hàng xe đã tư vấn cho mình để lấy một chiếc xe. Bà nói gì bà nói đi kệ. Bán tải. Bà nói gì bà nói đi kệ con. sao con nghiệp trại quá, con thấy trai cái là đâu con nhường cho ba nói chuyện mà ba kỳ quá à. Thấy trai cái là con ngà con. Và sau cùng là Sơn Khai Lai xin chào cả nhà cũng như chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, cũng như chúc cả nhà luôn luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đừng quên subscribe kênh YouTube của anh Quốc Mập Lạ Mà Vui cũng như là kênh YouTube của Sơn Khai Lai, cũng như anh chị có thể là vào kênh của anh Nhân Nissan Tân Phú ha. Nhân Nissan Tân Phú có thể là xem những mẫu mã xe cũng như là cái sự giới thiệu về cái sản phẩm dòng xe mới nhất cũng như là những cái dòng xe mà các bạn yêu thích, màu sắc yêu thích, có thể là liên hệ với anh Nhân. Dạ. Và bây giờ thì chào cả nhà. Chào, hẹn gặp lại.